tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói Tiên thấy kỳ lắm nha, có phải vậy 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 không? Các em không nghĩ á, thấy một cái thân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Quách Ngọc Tiên xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Vân, chào anh Mr. Bean. Mình là Quách Ngọc Tiên, còn đây là Hồ Thảo Hân, là bà xã của Tiên. Một vạn khán giả hỏi tôi rằng, anh ơi, anh có biết tuổi của anh Ngọc Tiên không? Trời ơi, nếu mà em không nói là người ta đoán em là như 20 hoặc là 50-60 đó. Trời ơi, phải nói. Quách Ngọc Tiên hiện tại thì sanh chính xác là ngày 2 tháng 4 năm 1984. Mời em. Chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thảo Hân, năm nay em 20 tuổi. Trời, nó non quá ha. 20 tuổi. Anh rất muốn nghe hai vợ chồng em hãy kể lại đi. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là ở đâu và ai cua ai trước? Gặp nhau khi nào? Tự thú nhận đi. Em với Tuyên gặp nhau là năm 2012. Là mẹ em làm phục trang cho sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2012 lúc đó là em 12 tuổi. Em 12 tuổi. Là Tuyên bằng là biết ngôi vợ á. Tuyên là diễn viên ở đó. Xong rồi lần đầu tiên em gặp Tuyên là em thấy Tuyên đẹp trai lắm. Trời ơi. Bây giờ Tuyên vẫn đẹp mà. Không, bớt đẹp rồi, hồi đó em thấy đẹp dữ lắm luôn. Em thấy đẹp cái em thích. Mà lúc đó em còn kêu bằng chú. Chú Tiên. Cứ đi theo chú Tiên xin mượn điện thoại chơi, cứ kiếm chuyện nói chuyện với chú hoài luôn. Chết rồi, bây giờ tôi phải coi em Bí Ngô nó hay đi theo ai. Điện thoại ai không? Nó đi theo ai để nó mượn điện thoại với lại nó. Chết rồi, bây giờ tôi phải suy nghĩ nha. Mà lúc đó bé Hân nhỏ xíu à. Chỉ là cái cảm giác mới lớn thích vậy thôi. Tiên lúc đó chắc nghĩ là giống như là con cháu nó mượn điện thoại cho nó mượn vậy thôi. Con cháu thì em ra em diễn thì mượn điện thoại chơi game thì cho chơi game vậy thôi. Rồi sau này mới nghe kể lại thì mẹ của bé Hân thì không làm phục trang đó nữa. Tạm ngưng. Thì tự nhiên về không được gặp và tự nhiên cảm thấy trong người buồn buồn. Bé Hân buồn hay là bé buồn? Hân buồn. Em buồn. Em thì chắc chắn là lúc đó em chưa có gì rồi. Rồi bây giờ để Hân kể tiếp nè. Đó, buồn sao nè. Rồi em về nhà em cảm thấy sụp đổ. Xong rồi không được gặp thì em buồn vậy thôi. Rồi sao nè? Xong rồi mẹ em quay lại là vẫn thích lại chú. Lúc quay lại là lúc đó em lên thôi. Em không lên tuổi chưa? Em lên được 13 tuổi. Cũng đi theo làm sao chơi chú diễn thì đứng trong nhìn coi vậy đó. Tính đi khi nào thì em mới phát hiện rằng là con bé cháu này nó khoái mình. Cái thời điểm mà bé Hân cứ đi theo tò tò theo em á, cũng tìm cớ để mà được đi chung xe với em. Không, tại vì nhà anh gần nhà em nữa, mẹ em chở đồ, phục trang thì nhiều đồ. Em ở chợ bên quận 8 á, bên cầu Trường Thi á, thì cũng tiện đường ở đó thì xe bên kia chở phục trang, còn xe đây em chở bé Hân thì em cũng không nghĩ gì hết. Sao thấy con bé này cũng kỳ kỳ ta. Tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói Tiên thấy kỳ lắm nha, có phải vậy 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 không? Các em không nghĩ á, tôi thấy con bé Hân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Thì em cũng cho qua này nọ, nó bị khùng hả, con bé nó còn nhỏ xíu mà trong sân khấu ai cũng thương bé Hân, nhất là mẹ con bé Hân hết. Rồi cái ngày này qua tháng nọ, cái bé Hân từ từ lớn lên vẫn tiếp tục tò tò đi theo. Mà vẫn đứng như cánh gà nhìn bằng một cái đôi mắt ngưỡng mộ. Em không đi hiểu. Đi theo 4 năm. Trời ơi. Cũng lâu lâu mẹ con đi làm, đi bận thì con làm giùm mẹ con thì tối con nhờ chú chở về. Chú dễ về xong mấy con kêu là chú mấy chú chở con đi một vòng đi, con có này con nói chú nghe nè. Cái chạy hết một vòng cái chú Tiên hỏi con nói gì? Không mấy chú chạy thêm một vòng nữa đi. Chạy hoài con không nói. Tim đập mạnh lắm đúng không? Xong cái trở về xong mấy ngày sau lại nhờ trở về nữa, cái con lại kêu làm như vậy nữa mà con vẫn không nói. Cứ cọ miệng là con có chuyện này muốn nói cho chú nghe nè. Mới trở vòng mà không nói. Thì mình già rồi mình cũng hiểu cái con. Mình biết là cháu nó muốn nói gì. Em thường biết không? Là cái gì rồi. Thỉnh thoảng hồi xưa là hai chở đi ăn bánh lăng. Chở hai mẹ con cũng đi ăn luôn. Thì cái bé Hân cũng xin mẹ, mẹ về trước đi để chú Tiên chở con đi một vòng. Tự nhiên vô tình chở về thì chị cũng biết rồi. Một đứa cháu nó thích mình phía sau thì chắc chắn nó phải tìm cách gia chạm mình. Quá tâm lý, đúng rồi. Con bé ổ gà ổ ơ là một cái pặc là coi như hiểu rồi. Nhưng mà em có cảm giác hay không? Có, là từ cái lúc đó em nhớ là em chở qua cái cầu chữ Y. Là con bé tìm cách tiếp cận gia chạm mình. Hai tay nó bắt đầu luồn vô cái eo. Ý, hơi kỳ kỳ nha. Em chỉ dịnh thôi anh, đừng kể quá. Trong bình thường để rồi lấy ra luôn, cái sao tự giờ để luôn. Cái giờ cái ngực á. Ổ gà đó, ổ gà sốc một cái mặt. Là đụng một cái khanh, rất là cái mặt và đụng một cái khanh. Đúng hả? Chú thấy kỳ nha. Chú cũng kỳ. Chú cũng nhột nhạt. Bé này cũng lớn rồi ta. Bắt đầu thấy bắt đầu cũng lạ lạ, mình cũng có chút cảm giác. Đàn ông mà, từ đó bắt đầu chuyện biến hơi tâm lý một tí. Có nói cho chị Hương nghe không? Câu chuyện nói cho mẹ là hôm đó sinh nhật em. Anh Tiên mới rủ là đi ăn, chở chị Hương với bé Hân đi ăn. Đi ăn thì anh Tiên mới chạy, lúc ăn thì không nói đâu,
để chuẩn bị đi về, đang chạy trên xe vậy nè. À, chị Hương à, bây giờ em có chuyện muốn nói với chị. Em với bé Hân là thích nhau. Bây giờ chị cho em với bé Hân quen nhau. Xong rồi mua nhẫn cho con. Rồi đó chị Hương sao? Giờ muốn biết chị Hương sao nè. Mẹ cũng cười hoài luôn. Chị Hương nghe chị Hương cười sằng sặc hả? Chị chạy vừa cười cửa. Vậy thôi tao đi về trước nha. Tôi về trước nha. Mà chị... chiếc nhẫn mà cực lắm. Tự nhiên không, lúc đó không đưa. Tự nhiên đang chạy xe vừa chạy vừa móc nhẫn. Trời em hề quá đi. Xem hề quá. Xong rồi mẹ em mắc cỡ nữa. Về kể mẹ mắc cỡ quá. Cái mẹ chạy về trước. Chú đeo nhẫn cho con mình mà tự nhiên mình mắc cỡ. Mà nhưng mà chị một tay á. Lòn lòn đi tìm chiếc nhẫn ở đâu người ta. Mà nói nghe nè. Cái cảm giác mà khi mà em được làm vợ cái người mà em thương nó sao? Cái lúc mà được làm vợ rồi thì quen quá. Em cảm thấy điều đó là điều hiển nhiên luôn. Ủa vậy? Là em lập mục tiêu là em phải lấy được anh này luôn á. Trời ơi. Bởi vì em mới nói em là người thụ động tất cả là trong nên là cái hết. Chuyện đó là em cảm thấy hiển nhiên em phải được như ngay vậy. Ngay cả cái chuyện là trong sâu xa trong tiềm ẩn em ha, là đứng trong cánh gà quan sát rồi này nọ là trong kế hoạch hết. Rồi bây giờ anh nói này, trong sân khấu của mình toàn là mấy tay hay chọc ghẹo người ta vậy lắm. Rồi đến khi hai đứa yêu nhau và công khai cho sân khấu biết thì lúc đó mọi người phản ứng sao? Trước khi công khai là hai đứa vẫn tiếp tục đi coi phim. Trong một lần đi coi phim nhớ hoài luôn. Em nhớ là Maximax ở 3 tháng 2, hai đứa coi phim xong làm phim è là chạy trên đường để đi về á, thì lù lù đâu hai nhân vật rất là đáng sợ. Hứa Minh Đạt và Tân Chê. Rồi xong trời ơi, mà hai đứa vẫn tỉnh táo không biết chuyện gì. Sau này nghe kể lại á là Tân Chê mới phát hiện ý chiếc xe của anh Tuyến kìa. Hứa Đạt kêu chở lên ý chở nghệ nào bán đó luôn chưa biết với Hân luôn. Rồi chạy lên gần tới cái rà sát bên đây là phát hiện với Hân rồi, biết tính Tân Chê rồi. Ý Quách Ngọc Tiên. Gặp Hứa Minh Đạt nữa. Rồi lúc đó rồi. Sao? Rồi lúc đó em sao? Thì em cứng rồi, em già, nói chung là già rồi. Em rất bình thản, em từ từ, em bình thường. Em nhớ với Hân lúc đó cái tay bên phải nè, bấu chặt em cứng ngắc rồi nè, không nói nên lời, sợ. Em quay mặt vô trong vậy nè. Anh chạy lẻ đi, lẻ lên. Mà ác một cái là con quỷ Tân Chê với là Hứa Minh Đạt. Biết em vậy còn là với em. Là đoạn đường Nguyễn Hữu Thiện luôn. Cái khu đó cái chút xíu à. Biết. Rồi sau đó là coi như là banh hết luôn đúng không? Banh hết. Rồi, là mọi chuyện đều biết hết rồi. Bởi vì cũng không cần phải công khai nữa. Rồi đến bao lâu thì bé Bảo Ngư xuất hiện? Khi mà em mua được cái nhà ở bên Nguyễn Hữu Thọ thì bé Hân có ngỏ lời là anh. Thí dụ anh mua nhà ở bển đó là anh ở mình hả? Thì lúc đó là bé Hân là chị Hương là hai người vẫn đang ở trọ. Thì bé Hân nói là anh có ý định cho em qua ở chung với anh không vậy? Cũng trong kế hoạch luôn. Trong kế hoạch mà. Nhưng mà mẹ ở chung với em. Rồi sao? Dính luôn chứ sao vậy? À, thì buộc vô thế rồi, không lẽ giờ mình tách hai mẹ con ra. Thì em nói thì chị Hương qua ở cũng ở bình thường. Nhà thì có phòng, khoảng thời gian đầu thấy cũng có người thì mình chưa quen cái cảm giác đó. Rồi tự nhiên sau này thấy đi làm về có người nhà đi tới luôn cũng đỡ. Rồi có người nấu cơm ăn giặt giũ này nọ thì cũng đỡ, bắt đầu thích nghi từ từ. Rồi xong rồi là thích nghi luôn. Cái chuyện mà có bé Bảo Ngư là hai đứa quyết định. Bé Hân cũng biết chuyện. Bé Hân nói anh giờ cũng lớn tuổi rồi, chờ em này nọ học xong đại học đồ này nọ chắc chắn lúc đó là em phải qua hàng 4. Thì lâu lắm bé Hân mới hy sinh. Bé Hân nói thôi chắc tính đường có con đi. Em còn nhớ luôn vừa giao thừa mùng 1 Tết năm đó. Một trận hoành tráng. Nhưng mà nè anh nói nè, đến khi em phát hiện được là em có có thai. Thì em có báo liền cho anh Tuyên hay không? Em báo liền chứ, em hoang mang lắm. Mà lúc đó không có Tuyên ở nhà. Anh đi diễn ở đâu? Anh đi Huế hả? Lúc đó là em, anh Hứa Minh Đạt, anh Hoàng Mèo với Tân Trời, bốn anh em là một nhóm hài đang đi diễn ngoài Huế á. Vừa mới xuống máy bay luôn, đang ngồi ở trên chiếc xe hơi của một đứa em nó rước, nó từ trong Huế chạy ra rước về. Thì lúc đó bé Hân báo tin là có bầu. Em nhận tin. Em nhận tin. Em cứ nghĩ là giỡn, em nói thôi đừng có giỡn bậy bạ. Lúc đó bé Hân mới khẳng định chắc chắn lại lần nữa là dính hai vạch rồi, trời cảm giác sung sướng muốn nổ tung chiếc xe luôn á, nhưng mà phải kìm, phải tiết chế lại. Em là mang thai lúc mà mình còn rất là trẻ, thêm bạn Tuyên cái giai đoạn là bạn Tuyên rất là đi diễn rất là nhiều nơi và làm nhiều dự án như vậy, thì cái điều mà em lo sợ cái lúc đó là cái gì? Có tuổi thân không? Dạ có, trước đó là con đã nhõm nhẽo lắm rồi. Em cứ buồn hoài, khóc, ông này đi tỉnh một cái là em khóc,
khóc tới khi nào mệt mỏi đi ngủ thì nghỉ khóc. Khóc miết, khóc ngày này qua ngày nọ. Đợt đó là anh đi Hàn Quốc, trước ngày đi khóc dài dài, trước một tuần lễ ông lên bay là khóc, khóc dài 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 dài. Tới cái ngày ông đi, ông ra tới sân bay, ông gọi về, ông giận thấy ông khóc. Khóc xong qua tới Hàn Quốc gọi về vẫn còn đang khóc luôn. Khóc. Không hiểu tâm lý ở đâu. Nước chỉ có một cái trời là thôi vậy trời. Là phải đúng tới là khóc. Mà khóc vậy thì lại ảnh hưởng đến em bé. Thì mình lại sợ. Em lại lo, em lại lo, em lại đánh vô vấn đề tâm lý con. Em nói nè, vợ bình tĩnh. Bây giờ vợ càng khóc ảnh hưởng sức khỏe rồi, ảnh hưởng con này nọ, nhưng mà vẫn khóc. Là nay cái mặt bà vui không? Trời ơi, mặt hề lắm, phải nhìn cái điện thoại đó. Em trời, em lấy cái điện thoại ra em cho cái tấm hình mà bà mới nhất nè trên Facebook á, trong studio. Cái mặt bé nói chung là nó nghiêm nghị lắm chị. Nhìn chịu nổi luôn. Dạ đây. Dễ thương quá vậy. Wow, trời dễ thương quá nè mọi người. Quá là dễ thương bé Hồng Ngư, trời ơi. Chị cứ kéo qua thôi ta. Cưng quá. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi là được mấy năm rồi ta? Hai đứa làm coi như chính thức. Hai năm. Rồi bây giờ sao? Có lòi thói hư tật xấu gì của ông chú ra không? Đó. Bây giờ em sẽ kể một câu chuyện dài. Bình thường là đã kỹ tính rồi, kỹ lắm, kỹ kinh khủng kỹ. Từ ngày có con, ông còn bị bệnh kỹ tính gấp mấy ngàn lần nữa. Cái nhà, ông quét cũng lâu, ông lao cái nhà cũng lâu. Còn ông lao các bạn, hỏi lại mình, anh lao hỏi chi vậy? Mũi con nó hết vô viêm mũi. Bây giờ là con nó đi bay đi mà. Dubai đúng không? Trời ơi, ảnh làm cả một cái kênh, ảnh làm cả một cái kênh official cho con bé bằng yêu luôn. Hôm nay tôi phải lên tôi coi. Đó. Tôi coi bà dễ thương quá. Rồi còn gì nữa không? Nhiều kỹ tính vậy tốt. À. Tiếp nữa nè. Nào khác nữa nè. Dạ. Nhậu. Nhậu. Nhậu đúng rồi, cái này xấu nè. Nhậu xỉn dữ lắm mà cứ anh không có xỉn, anh tỉnh, anh ổn mà à câu. Anh ổn mà là anh xỉn dữ lắm rồi đó. Anh ổn mà anh về được. Xấu. Nhưng mà nhậu xong rồi nhậu khuya về có tắm không? Hay là lên leo lên ngủ luôn? Tắm đêm cô ơi. Không được. Nguy nhậu hiểm. Nhậu cũng khởi tắm mà không nhậu cũng tắm. Không. Đi làm về cỡ nào 1 giờ cũng tắm, 12 giờ cũng tắm, cỡ nào cũng tắm không luôn. Làm không? Dạ có. Không được nghe, bỏ nha. Con cứ nói hoài à. Chị nói em nghe, chị có lau người thôi. Chị nói nghiêm túc luôn. Thế là cái đầu của em mà như anh đi quay biết rồi, đầu mình dính keo hay này nọ. Không anh được đi lại biết không nói nha. Không được. Cái lại cũng hạn chế, bớt lại. Sáng sớm tắm sớm lại tốt, cực tốt. Rồi sao nè? Kỳ lắm, đồ con đã mua một bộ rồi. Là con mua cái áo với cái quần là một cặp. Cứ tách ra mặc không à. Rồi sở thích mặc kỳ, thích mặc áo sọc với quần bông. Thôi kệ người ta đi, bây giờ cái đôi lúc mình phải phá cách chứ. Bây giờ tới bé Hân đó. Bé Hân có tật xấu gì không Tiên? Có chứ. Dạ, tật xấu của bé Hân là có thể là do cái tính em kỹ tính thiệt. Giống như là em thích mọi thứ nó gọn gàng. Thí dụ sáng ngủ dậy cũng xếp cái mền, xếp cái gối để nó gọn gàng vô một góc. Bé Hân thì lại hai bài ra. Nhiều lúc nói sao vợ bài tùm lum, nhìn cái nhà nó bày hay quá làm ăn không lên. Thỉnh thoảng bài này quăng cái, bài này quăng cái. Cái em nói bị câu cửa miệng là em quên. Lúc trước em quên cái gì quên hoài vậy. Sau này dựa vô một lý do là em mới đẻ mà bổ chích quên. Coi như là hơi đến khi mình dọn mới hơi được. Hơi bừa bộn đi. Rồi. Được cái đó là thêm nữa. Hay giận mấy chuyện cái vu vơ, nhưng mà giận xong cái tự thấy mình có lỗi thì tự quê. Thôi vậy cái đó đáng yêu mà. Cái đó đáng yêu mà. Rồi sao không nè? Giận cho có thú vị cá. Vậy thôi. Thú vị giá bây giờ cuộc nè, sống. Có ghen không? Có. Không. Không hả? Hơi nhỏ tuổi nhưng mà ghen tinh tế. Thí dụ đó, bây giờ cái ghen tinh tế nó như thế nào? Thỉnh thoảng thì chỉ là nhắc nhẹ, thí dụ như nói nhẹ, nói phong long mà cái kiểu như tôi cũng nghi tôi biết vậy đó nha, chứ không phải là tôi không biết đâu nha, đó nói phong long rồi đó. Chắc có vậy. 20 tuổi mà ghen dễ thương quá vậy. Ghen tinh tế. Thỉnh thoảng cũng lâu lâu kiểm tra điện thoại nhẹ một cái. Ai con không thích là con xóa hết, em chỉ lựa gái đẹp trẻ trẻ rồi thôi. Gái đẹp phải thiệt đẹp em mới xóa nha. Bé Hân muốn chú thay đổi gì nè? Đừng có tắm đêm nữa là được. Đừng có tắm đêm đúng không? Dạ. Em nói hoài luôn á, em nói anh cứ anh tắm từ ở dưới lên xong rồi anh rửa mặt trước, anh quen nước rồi anh mới tắm. Nhưng mà cái đó là anh tự nghĩ thôi chứ nó đâu có chính xác đâu. Tới Tiên đó, có mong muốn cháu thay đổi gì không? Thì cũng vẫn là cái tật xấu đó, bỏ cái câu của miệng em quên đi. Em quên đi. Nói chung là cố gắng là... Nói chung gọn gàng rồi. Gọn gàng. Rồi. Từ từ nít nó từ từ nó tập à. Nó có con rồi tự động nó sẽ biết nó phải gọn gàng, nhưng mà tập đi. Cho bà Bào Ngư bà bắt trước. Trời ơi thực sự nha. Bữa nay nghe chuyện mới thấy quá là thú vị luôn. Cái cặp này dễ thương dễ sợ. Cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị Dân, cảm ơn anh Vin, cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son rất nhiều. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Minh. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo. Hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Ngành gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ là
quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau với đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu, cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, dễ thương. Nhưng mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ, cảm thấy em thích. Trong khi vợ thì không có cái... Không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á, là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn, rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua thấy ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ với sân với em. Chung là đi theo tò tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Thì lúc đó thì em cũng là ở trên này chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Có lời ông bướm liền gì dạ, đó. Đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt. Không có kiểu mà bóc hốt. Bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước chưa? Đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết đó. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu. Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau luôn. Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó. Coi thì có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn phải không? Lãng mạn rồi nó tối những hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Mà vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó. Dạ. Đúng không? Rồi để ta kể tiếp đi. Cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ. Đó. Lúc trước á, khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi. Hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện gì đến, em muốn hỏi gì nữa không? Thì em muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Dạ. Vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Thành ra mà tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy,
yêu tới 8 năm rồi mới cưới. Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình gì? Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh. Em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á. Em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần mà em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại thấy mày dưới đây vậy. Rồi sau cái đám tang của bà. Ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tôn. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Trong chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Dạ. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Tới thời điểm này khoảng 1.5 năm. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không rồi. Quá son. Có thật xấu gì không cưng? Dạ em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi. Thôi giờ cho em cái trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịch bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm. Mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó, cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, nếu như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức một tuần sức mấy lần? Nói chung là đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng rất là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi báo hiệu. Không là... có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ ra góc ngồi vậy đó. Rồi cái em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận. Hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. Dạ, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm thì đang vô toilet thì lúc nào cũng á hết. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Có là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống. Mà khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền, xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em cái em để vậy luôn, xong rồi là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả, xong rồi là ảnh nói suốt 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon. Là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào. Thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về là toàn là trứng luôn. Canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn. Không dám ăn nữa.
làm cho ăn lần cho nhớ luôn á. Tại thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm mặt. Em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích rất hay chọc ghẹo. Thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ. Kể... Nhây á, nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Rồi đợt ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa. Bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi. Dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác, thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Cho hát càng nhiều là ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu ảnh nhay nhay với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh dạ, cứ như thế đi Minh ơi. Dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi đừng có nhìn em. Cái chị mà tập được là chị đâu có đến nỗi chị vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng 7 tháng. 6 tháng như vậy thì cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm đi phải mất 1 năm. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Ngô á. Dạ thôi thì giờ đến việc của anh Bin rồi đó, anh Bin phải chúc đi, tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha, và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ cảm ơn chị. Rồi, chào em. Chào tụi em nha. Dạ. Ngọc nhào à. Hai đứa giới thiệu về mình đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hiệp, năm nay em 28 tuổi và em đang làm tài xế Grab. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, năm nay em 28 tuổi rồi. Em thì ở nhà đang chăm bé rồi. Nghe nè, hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, quen nhau khoảng 1 năm. Như vậy là chắc chắn là, tôi đoán nha, chắc chắn là đi xe Grab gặp ông tài xế, đẹp trai quá, cua ông luôn nè, đúng không? Dạ không ạ. Ủa giờ hai người quen nhau sao, kể cho nghe coi nào. Em quen chồng em mà lúc đó là em làm công ty chung với ảnh, làm cho cô ảnh. Ảnh thì ở Bắc mới vào. Thì lần đầu tiên em gặp ảnh thì không nghĩ ảnh là đàn ông đâu. Ôi, lúc đó mẹo lạ lắm hả? Y chang như bóng mà theo kiểu như là từ trong ra ngoài luôn. Tóc thì xịt keo bóng mượt lên luôn. Quần jean, áo thun, rồi kèm theo áo khoác sơ mi này. Thêm cái đồ màu khẩu trang bịt ở đây, kiểu bịt lại, rồi mang giày này nọ nữa. Xem tả anh Quốc Thuận hồi đó vậy. Thật sự quá đen. Ta làm gì mà không có đen giống giờ đâu. Đỏ trắng, kiểu như là đúng chất là trai Bắc luôn. Lúc đó mình không có nghĩ là yêu ổng đâu. Nhưng mà cái cử chỉ, cách nói chuyện ảnh làm sao? Ảnh cũng lầm lầm lì lì ít nói nữa, theo kiểu cũng thấy kiểu như thấy gái mà cũng không có thèm để ý tới nữa. Rồi càng nghi ngờ nữa đúng không? Rồi nhìn ổng thêm cái đặc biệt đó là cặp chân mày của ổng. Mình nói cái đàn ông nhưng mà cặp chân mày gì mà gọn mà đẹp đến vậy, đến ông mình con gái mà còn không bằng nữa. Đây đúng, em nói mới để ý nè, thấy cặp chân mày này quá đẹp nè. Có tỉa không? Dạ không. Rồi còn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của em khi mà em gặp cô ấy? Thì lần đầu gặp em thấy vợ em là em ấn tượng cái thứ nhất là cao.
và có cái làn da thì cũng khá là đen. Trước khi em vào trong đây làm á, thì cô em có gọi điện cho em thì bảo là bây giờ cứ vào đây làm đi với cô đi thì không lo buồn đâu, tại vì trong này có cái bé Kim Anh làm bạn với mày rồi. Đấy thì em cũng nghĩ là nếu mà bé thì mình cũng nghĩ trong đầu là phải dễ thương lắm, nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Nhưng mà lần đầu gặp cái là nhìn hết hồn luôn, cao lớn. Cao quá. Rồi hai đứa sau đó là tình yêu các em tiến triển như thế nào? Tình yêu của em thì cứ, tại vì hồi đầu em cũng không có để ý lắm, nhưng mà cứ hai đứa làm chung một thời gian thì bắt đầu là nảy sinh tình cảm với nhau thôi. Thời điểm đó là em có người yêu rồi, em đâu có đâu ý ông này đâu. Tại vì tính chất công việc á, là hai vợ chồng làm chung mà ảnh ở phía cấp dưới của mình, thì ảnh cứ làm theo kiểu là cứ sai, hoặc là ảnh quên, ảnh không làm, mình cứ nhắc. Mà ảnh làm này nọ không được cái cô ảnh mắng mình. Mà mình tức quá, mình mắng lại ảnh. Mà hỏi mắng sao nó, được rồi, anh biết rồi. Hỏi sau này, hỏi anh, em mắng anh hiểu không? Giờ anh, em mắng anh còn không hiểu nói gì, mình cho em vui thôi. Là sau này mới nói đúng không? Dạ. Cái thời gian đó chắc có lẽ là em ghét cũng lắm không? Ghét kinh khủng luôn. Rồi hai đứa có thường đi chơi với nhau không? Dạ có, trời ơi, trong thời gian đó mắc cười, cô anh nói là Kim Anh ơi, Hiệp á, nó từ ngoài Bắc nó vào mình nó buồn lắm. Thôi em dắt nó đi ăn, đi uống, đi chơi gì đi. Thì mình thấy thôi cũng tội ổng, mình kệ mà nó. Bữa rảnh hôm đi uống cà phê, xem phim này nọ nha. Ừ, đi đã đời xong xuôi nó lúc tính tiền, mình người tính tiền. Mình trả tiền luôn mấy chầu luôn, còn ổng không trả một lần nào luôn. Anh để cho em trả tiền luôn vậy hả? Để em trả tiền vậy mà luôn. Mà anh hỏi ngay cái lúc đó em vẫn còn nghi ngờ gì giới tính đúng không? Vẫn còn anh. Tại vì nếu mà đàn ông thì dĩ nhiên phải trả tiền cho mình, có ai đâu mà ăn xong thản nhiên người ta đưa đem càng nghi ngờ nữa đúng không? Dạ càng nữa. Anh hỏi nè, sao lại để người đẹp trả tiền vậy Hiệp? Cái hồi đó thì em suy nghĩ của em nó đơn giản thôi, thì em cứ nghĩ là ai mời thì người đó trả tiền. Sau này mình em tức quá em mới nói thẳng, ủa ông làm gì kỳ, ông đi chơi tôi bắt tôi trả tiền hoài vậy, ông này ông cha ông trả bắt tôi trả hoài. Rồi có nói gì không, trả lời sao? Sao trả lời, đứa nào mời đứa đó cho tiền. Chúc quá thật thà. Thật thà lắm. Rồi bao lâu em mới cảm giác là em có tình cảm với bạn này? Lúc đó là em chia tay người yêu rồi. Thì anh này anh cũng gọi là mình biết có tình cảm rồi mà mình không có chịu. Thì anh ở đây anh cứ đeo mình em mắng em chửi anh hoài à. Em đuổi anh ấy, ông đi về Bắc đi, ông ở đây làm gì tôi hoài đó, tôi không chịu, ông cứ đeo tôi hoài vậy. Ông cũng không trả lời, cứ đeo mình xuống vậy. Xong cái lần đó mình mắng mình chửi ông dữ quá hay sao á, ông nói giờ ông gặp mình ra một lần nữa, ông nói là bây giờ anh sắp về Bắc rồi đó, giờ nói chuyện với em rõ ràng vậy đó, giờ tính sao. Thì khi mà nghe ảnh sắp về Bắc á thì lúc đó mình chịu không nổi đi, thì mình mới đồng ý quen ổng. Tự nhiên trùng người xuống đúng không? Dạ. Lúc đó em còn cảm giác ảnh bóng nữa không? Hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi. Nhưng mà nó phải có một cái gì đó để minh, để em khẳng định được là ảnh không có như vậy. Trời, trong thời gian yêu nhau nó mới lạ. Thì cái kiểu này mới gọi là chứng minh. Cứ nói em vậy nè, em hôm nay đi đâu chơi? Ờ sao cũng được anh. Bây giờ đi đó nha, đi này nha. Em thì không ưng ý thôi không chịu. Thế nào giờ muốn đi đâu chơi? Sao cũng được anh, ổng tức quá chở thẳng vô khách sạn luôn cho bỏ ghét. Là ổng chở thẳng khách sạn luôn? Dạ. Rồi vô không kịp chở tay luôn. Vô tới khách sạn rồi ổng à, em ơi giờ làm gì em? Dạ sao không được chứ anh. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới phải không? Dạ đúng rồi, cái gì tới nó cũng tới. Thường thì ổng này không có tấn công mình, không có gì hết, ngay cả việc mà hôn nhau mình cũng mình là người chủ động hôn ổng, mà bây giờ đi đâu chồng ổng chủ động với mình. Mình thấy trời, ông này ổng cũng táo bạo chứ phải ổng hiền như vẻ bề ngoài của ổng hiền đâu. Xong rồi khoảng tháng sau thì có tin vui luôn. Như vậy là khẳng định luôn ổng không có bóng đúng không? Dạ. Rồi em làm dâu người Bắc thì là em sao? Em lúc đầu cũng chuẩn bị tâm lý về vấn đề làm dâu người Bắc. Người ta nói là khó lắm, trên phim được kinh khủng khiếp, giống như sống chung với mẹ chồng, sợ lắm. Xong về làm thì mẹ em dễ vô cùng, gia đình dễ vô cùng. Nhưng mà chỉ có những cái là dụ văn hóa, giờ nét văn hóa, giọng nói vùng miền, thật sự cái khó chỗ đó thôi. Thời điểm em ra ngoài đó, em nói chuyện cả họ không ai hiểu em nói cái gì. Mà chồng em giống như là thông dịch viên vậy á. Cái lần đó là mẹ chồng mới kêu là con ơi, con vào nhà sau á, con lấy giúp cho mẹ là cái muôi đi. Em bước sau bếp, xong rồi suy nghĩ là vận động tất cả trí tưởng tượng của mình để coi suy luận ra là cái muôi là cái gì. Mình đứng suy nghĩ hoài vậy nè. Xong chồng mới, ổng nhớ ra là có dặn là em không biết gì nhớ ra chỉ em nha. Rồi ổng lần đầu chạy sau bếp nói nè, cái muôi là cái này nè. Thì em biết cái muôi là cái vá để cái canh.
sau lá hồi á thì người nhà mới kêu là ờ con ơi con ra lấy cái chén uống rượu đi con, thì mới nói à, tới cái chén. Em nghĩ là quá dễ rồi, đi ra làm sao mà mình vừa cười mình vừa nói, suy nghĩ trong đầu ô ngoài đây uống rượu gì mà kỳ vậy, cái chén uống vậy mà mau say muốn chết luôn. Xong ông chồng ấy ông biết rồi, ông chạy ra thấy em gặp cái chén chuẩn bị đi ra, ông nói ủa định lấy cái này thiệt hả? Nó ờ uống rượu mà em ơi, cái phải cái chén chung nè mới uống rượu. Rồi giờ là ở với nhau một năm rồi, có em bé là bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Bé trai. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không Hiệp? Tật xấu của vợ em thì cái thứ nhất là vợ em hay càm ràm, nói nhiều lắm, nhiều lúc mà em còn không biết là vợ của em có đang hiểu những gì cô ấy nói không nữa. Nói dữ lắm hả? Dữ lắm, nói cả ngày luôn cũng được. Rất hay khó chịu với những thứ mà không vừa ý. Ví dụ như bây giờ bọn em ở trọ mà ở kiểu tập thể anh, ở phòng nó có một dãy phòng mà nhiều phòng khác á. Cái phòng trên hay phòng bên cạnh nó làm cái gì mà hơi ồn một tí là cũng thấy đau đầu, cũng thấy khó chịu. Xong bắt đầu ngồi càm ràm. Và vấn đề bây giờ là cứ nói ở trong nhà thôi thì cái thằng kia nó có nghe đâu. Toàn em nghe không à? Rồi còn thằng xấu gì nữa? Còn cái thì rất hay cãi ngang. Hai vợ chồng mà tranh luận cái gì á, mà đến lúc mà bạn ấy mà đuối lý rồi không còn gì để nói là bắt đầu cãi ngang. Em quay xe em hỏi bây giờ em đi ngang hay em đi dọc? Bây giờ em đi ngang đây rồi em làm sao ấy? Ờ đó, giờ em đi ngang vậy anh đó. Tính sao? Em tưởng con em cua hay là em tưởng gì? Em tưởng cua đó, giờ anh làm gì em? Rồi, còn gì nữa nè? Ờ, vợ em thì hết rồi. Tới em phản công rồi đó. Dạ. Tật xấu của anh là gì? Ổng là có cái tật đó là ngủ là kéo máy cưa. Ngáy. Trời ơi, kinh khủng luôn, em không có quen. Lúc mới cưới về là ngái dữ lắm. Đầu tiên là đẩy cái mặt ra xa vậy nè. Không biết sao đến sáng rồi cái miệng của ổng nghe lỗ tai của mình không được. Cái đó không bao giờ mà có lẽ có thể khỏi được hết. Chỉ giờ con... phải sống chung với lũ thôi. Kể tiếp nữa. À. Chồng em là trời ở dơ kinh khủng luôn. Đó, thí dụ coi. Đợt đó là chồng kêu em về nhà ngoại một tuần lễ đi. Để anh ở đây anh đi kiếm tiền. Mình nói ok. Một tuần mình đâu mình lẻn về thử coi sao. Trời ơi đi ngang cái quần, mình vô tình đụng cái quần ổng bận cái trời ơi bụi bay phớt 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 vậy nè. Mình hỏi ủa anh bận quần nhiêu lâu rồi? Anh bận quần cả tuần rồi đó. Ở chợ sao mới giặt? Có ai đâu giặt, em dọn đi. Xong tới cái mang anh đang đồ vớ vậy, mang riết mà bị nắm cái chân luôn. Ở có ai nào lười tắm không? Có trời ơi, ảnh lười tắm, lười cắt tóc, lười cạo râu luôn. Trời đất ơi. Em hỏi anh gì nè, ủa anh sao anh không tắm đi rồi cạo râu cắt tóc cho sạch sẽ cho nó đẹp. Ơi vợ hơi nó có vợ rồi tao cắt tóc cạo râu chi, mất công cái gái nó theo, mất công tao phải từ chối tụi nó. Ôi ôi nói em vậy. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn anh thay đổi điều gì? Mong muốn của em á là ảnh thì xiên cắt tóc cạo râu này nọ vô cho nhìn lên, chứ anh đâu có đến nỗi mà già đâu mà cứ để râu. Là ảnh luôn luôn tân trang bề ngoài đúng không? Dạ chứ à. Xiên tắm tí. Cái thứ hai là em nghĩ là ảnh nên bước vô tư một tí. Đôi khi là biết là ảnh thương gia đình nhưng mà ảnh không có một tiếng gọi là hỏi thăm tới gia đình nhiều. Để trong bụng thôi đúng không? Em để trong bụng thôi, em ngại nói. Nói thì sợ đầu môi chót lưỡi. Thường có một số người tâm lý họ như vậy đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á, chị nói em nghe. Có những cái á, mà sau này á, khi mà mình không có cơ hội để mình làm điều đó nữa thì mình mới thấy tiếc. Nhất là đối với bố mẹ, mấy người con trai á, gọi là gần như 10 người thì hết 9 người họ không thể nói ra được một cái chữ là ờ mẹ ơi con thương mẹ quá, con nhớ mẹ quá này, không nói được. Mặc dù trong bụng thì rất là nhớ, rất là thương. Đừng bao giờ em tự kỷ với bản thân là ờ mình nói ra những cái điều này là nó không có đúng với con người của mình. Không phải vậy, vợ mình cũng vậy. Đàn bà mà yêu bằng lỗ tai. Em mất gì khi mà em nói trời ơi vợ ơi em thương vợ quá à. Hôm nay vợ dễ thương, vợ đẹp quá à. Đó hung miếng coi nè. Ủa đó. Đơn giản quá mà. Đâu có cái gì đâu, mình nói với vợ mình, với cha với mẹ mình mà. Em phải thay đổi ngay cái đó. Và phải tranh thủ thời gian. Và thậm chí là mỗi ngày chúng ta nên nói những lời yêu thương với những người mà mình quan tâm. Rồi bây giờ Hiệp nè, Hiệp mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn vợ em thay đổi một cái là bớt càm ràm lại. Bớt càm ràm thì giờ mình chịu đi tắm nè, mình chịu bớt bừa bộn nè, cạo râu, mình cắt bớt tóc chơi game nè, mình cạo râu cắt tóc là không càm ràm. Như cái mà nói mình thì còn được, nhưng mà nói người khác mà để cho mình nghe. Thôi cái đó thôi kệ, mai mốt anh nói thẳng luôn. Điện thoại thằng anh hàng xóm ơi, làm ơn đi bớt ồn ào đi, đó vậy đi. Rồi chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và vui tươi như thế này. Xin chào em. Tôi xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi,
Năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt. Năm nay em 27 tuổi, em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, quan... xí xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn cái ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy á. Dạ đúng. Đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cua bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em . Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời. Em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ. Thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại Người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại. Cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột. Đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất ngũ bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao. Em kêu trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy. Mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cả, đứng ngay cái cột mà. Người ta tưởng em là trai bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, đầu em nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngủ lan chuyên nghiệp. Ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì ảnh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà ảnh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là đứt gan. Mẹ ảnh nó luôn á chứ cho giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 29.
Coi xong là bắt đầu mới có thêm hai cặp nữa, phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Đúng rồi, sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ có... chứ em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có một lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em mà em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hung môi? Ồ, hung môi, hung môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hung môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hung xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hung nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hung nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là bị không tán. Chịu. Lần sau hung là mất dép luôn không biết. Đúng rồi, hung là hiểu hả? Quên gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lang chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á. Nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là đúng rồi. Tới sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn cái gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nêm lạc nhắt à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Nhưng mà dữ luôn. Tại em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt. Rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng đại con nít thiệt mà. Thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ gì kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại cặp chút này xíu quá thôi. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.